Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho cả hội chúng Israel rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày Sa-bát ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Khi các ngươi dâng của lễ thụ ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng một cách cho được nhậm, ăn nội trong ngày dâng đó và ngày mai, còn phần chi dư lại qua ngày thứ ba thì phải thiêu đi. Nếu người ta để ăn đến ngày thứ ba, ấy là một điều gớm ghiếc chẳng được nhậm. Ai ăn của lễ như vậy sẽ mang lấy tội ác mình, vì đã làm vật thánh của Đức Giê-hô-va ra ô độc, người đó sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót. Các ngươi chớ cằn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi. Hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giật của họ. Tiền công của kẻ làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Chớ nên rủa sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, chớ thiên vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền thế. Hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi. Chớ buông lời phao vu trong dân sự mình, chớ lập mưu kế nghịch sự sống của kẻ lân cận mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ có lòng ghen ghét anh em mình. Hãy sửa dạy kẻ lân cận mình, đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy giữ những mạng lệnh ta, chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau, chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ. Nếu một người nam nằm và cấu hiệp cùng một đứa tớ gái đã hứa gả cho một người nhưng chưa chuộc ra hoặc chưa được phóng mọi, thì hai người đều sẽ bị hình phạt mà không phải đến chết, vì đứa tớ gái chưa được phóng mọi. Người nam vì lỗi mình sẽ dẫn một con chiên đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc mà làm của lễ chuộc sự mắc lỗi. Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực làm của lễ chuộc sự mắc lỗi, đặng làm lễ chuộc tội cho người đã phạm trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy tội người đã phạm sẽ được tha. Khi các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an và đã trồng các thứ cây trái rồi, hãy coi các trái chiến nó không sạch như chưa chịu phép cắt bì. Trong 3 năm, các ngươi hãy coi nó không sạch, chớ nên ăn. Nhưng qua năm thứ tư, các trái nó sẽ nên thánh, làm của lễ khen ngợi Đức Giê-hô-va. Qua năm thứ năm, các ngươi phải ăn trái, hầu cho cây thêm hoa quả. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số, chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên phá khóe râu mình, chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ nhục con gái ngươi khiến nó làm kỵ nữ, để trong xứ không có điều dâm loạn và đầy dẫy những ác dục. Các ngươi phải giữ những sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói,
chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Jehovah. Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp người. Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ giữa các ngươi. Hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ai Cập. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân hay là sự lường. Các ngươi phải có cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê pha thiệt và một hin thiệt. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy các ngươi hãy gìn giữ làm theo các luật pháp và các mạng lệnh ta. Ta là Đức Jehovah. Chương 20. Đức Jehovah phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Phàm ai trong dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa vòng họ dùng một trong các con mình dâng cho thần Moloch thì chắc sẽ bị xử tử. Dân bản xứ phải ném đá người ấy. Còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, rút nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Moloch, làm cho nơi thánh ta ô uế và làm ô danh thánh ta. Nếu dân bản xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch mà chẳng giết nó đi, thì ta đây sẽ nổi giận cùng người đó và nhà nó, rồi trút nó cùng những kẻ nào theo nó mà thông dâm cùng thần Moloch ra khỏi dân sự mình. Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, trút nó ra khỏi dân sự mình. Các ngươi hãy làm sạch mình và hãy nên thánh, vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi hãy giữ làm theo những luật pháp ta. Ta là Đức Jehovah, đấng làm cho các ngươi nên thánh. Khi một người nào chửi cha, mắng mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã chửi rủa cha mẹ, huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Nếu người nào nằm cùng vợ cha mình, ấy là gây nhục cho cha mình, thì hai người đều hẳn phải bị xử tử. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu người nào nằm cùng dâu mình, hai người đều hẳn phải bị phạt xử tử, vì họ đã phạm một sự gớm ghiếc. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc. Huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. Nếu một người nam lấy cả mẹ và con làm vợ, ấy là một sự tà ác. Hãy thiêu cả ba đi, hầu cho sự tà ác đó không còn trong vòng các ngươi. Nếu một người nam cấu hiệp cùng thú vật, thì hẳn phải bị xử tử, và các ngươi hãy giết thú đó đi. Nếu một người nữ lại gần một con thú đặng cấu hiệp cùng nó, ngươi hãy giết người nữ và con thú đó đi. Huyết nó sẽ đổ lại trên mình nó. Nếu một người nam lấy chị em gái mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, và họ cấu hiệp nhau, ấy là sự điếm nhục. Họ sẽ bị trút khỏi trước mặt dân sự mình. Người đã gây nhục cho chị em mình, người sẽ mang tội ác mình. Nếu một người nam nằm cùng một người nữ trong lúc có kinh nguyệt, và người nam lộ ra nguyên huyết của người nữ, và chính người nữ cũng lộ ra nguyên huyết mình, thì cả hai đều sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ hay là chị em của cha ngươi, vì là gây nhục cho thân tộc mình. Hai người đều sẽ mang tội ác mình. Nếu người nam nằm cùng bác gái hay thím mình, tức là gây nhục cho chú bác mình, hai người đều sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Họ sẽ chết tuyệt tự. Nếu một người nam lấy vợ của anh em mình, ấy là sự ô uế. Người đó đã gây nhục cho anh em mình. Hai người đó sẽ tuyệt tự. Các ngươi hãy gìn giữ, làm theo những luật pháp và mạng lệnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra. Chớ nên noi theo thói tục của dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi,
vì họ đã làm những điều đó và ta lấy làm gớm ghiếc lắm. Ta đã phán cùng các ngươi rằng, ấy là các ngươi sẽ được xứ của dân đó. Ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản nghiệp, ấy là một xứ đượm sữa và mật. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân rẽ các ngươi cùng các dân. Vậy, hãy phân biệt thú tinh sạch với thú ô uế, chim ô uế với chim tinh sạch. Chớ gây cho mình ra gớm ghiếc vì loài vật, vì chim chóc, vì các loài côn trùng trên mặt đất mà ta đã dạy các ngươi phân biệt như loài ô uế. Đối cùng ta, các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân để các ngươi thuộc về ta. Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt hay là bói khoa thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Chương 21. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng, hãy nói cùng những thầy tế lễ là các con trai A-rôn mà rằng, thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế, trừ ra vì bà con thân thích mình, vì mẹ, cha, con trai, con gái, anh em mình, và vì chị em ruột mình còn đồng trinh chưa chồng, thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế. Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế. Các thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu, chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình. Họ sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình và chớ làm ô danh Ngài, vì họ dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa thiêu, tức là thực vật của Đức Chúa Trời mình. Họ phải nên thánh. Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỳ nữ hay là kẻ dâm ô, cũng chẳng nên cưới người bị chồng đẻ, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Vậy, ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dân thực vật của Đức Chúa Trời người, người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh, đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy. Nếu con gái thầy tế lễ đi dâm ô tự làm nên kỵ nữ, ấy là làm ô danh cho cha nó phải bị thiêu lửa. Thầy tế lễ được quyền trọng hơn các anh em mình, đã được rưới dầu sức trên đầu mình, được biệt riêng ra thánh, để mặc mình bằng bộ áo thánh, chẳng nên để đầu trần và xé áo mình. Người chớ đi đến cùng một kẻ chết, chớ vì cha hay mẹ mà làm mình ra ô uế. Người chẳng nên đi ra khỏi nơi thánh, đừng làm cho nơi thánh của Đức Chúa Trời mình ra ô uế, vì cái mão dầu sức của Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Ta là Đức Giê-hô-va. Người phải cưới gái đồng trinh làm vợ. Người chẳng nên cưới đàn bà góa bị đẻ, dâm ô hay là kỵ nữ, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong vòng dân sự mình. Người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa dân sự người, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho người nên thánh. Đức Giê-hô-va còn phán cùng Mô-xe rằng, hãy nói cùng A-rôn mà rằng, phàm ai trong dòng họ ngươi trải các đời có một tật bệnh trong thân thể, chớ đến gần mà dâng thực vật cho Đức Chúa Trời mình. Phàm ai có một tật không được đến gần như đây, người mù, què, sẹp mũi hay là tứ chi không đều, người gãy chân hay gãy tay, người có bướu hay là lỏng khổng, có vảy cá mắt hay là có ghẻ chốc, có lát hay là có hoàng nang dập. Phàm con cháu thầy tế lễ A-rôn có tật trong mình, không được đến gần dân của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình, không được đến gần dân thực vật cho Đức Chúa Trời mình. Người được ăn thực vật của Đức Chúa Trời mình là các vật chí thánh và các vật biệt riêng ra thánh, nhưng không được đi đến bức màn và cũng không được đi đến gần bàn thờ vì có tật nơi mình. Người chớ làm các nơi thánh ta ra ô uế, vì ta, Đức Giê-hô-va, làm các nơi đó nên thánh. Mô-xe nói như vậy cho A-rôn và các con trai người, cùng cho cả dân Israel. Thư của Phao-lô gửi cho người Cô-lô-xe, chương 1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ cùng Ti-mô-thê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-xe là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giê-xu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ.
vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ephabra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em. Người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên, chúng tôi cũng vậy. Từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài. Bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, vốn là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời. Và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chương 2. Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em. Thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Đấng Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.
hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻ có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng? Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, hoặc ngày sa bát. Ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắc léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? Cả sự đó thể dùng đến thì hư nát theo quy tắc và đạo lý loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn,
hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.